chân thành cảm ơn rất nhiều. Rất ngơ ngác đúng không ạ? Rất giật mình. À, hình như MC có giới thiệu sai tên của em, tên là Trung Thịnh nha bà. Chắc hẳn bữa trưa hôm nay thì trước tiên là chúc cô giáo chú rể trăm năm hạnh phúc và chúc tất cả quý vị khách quý có mặt ngày hôm nay một bữa trưa thật ngon miệng và thưởng thức những chương trình nghệ thuật thật đặc sắc. Cũng chan vào bữa trưa thì có một kia vị gió Lào, và đặc sản ở vùng Nghệ Tĩnh thì chỉ có gió Lào thôi, và hôm nay thì hình như bữa cơm mình cũng đang chan vào vị gió Lào. Và cho phép chú Thị xin gửi đến quý vị các bạn một sáng tác của nhạc sĩ Sinh, ca khúc mang tên Tơ Hồng. Với quê em đây đây có dòng sông Cầu, rừng này vui nhìn anh đã hết khi xưa. Vượt bao đèo cao suối sâu nắng mưa, gió sương anh không cài, chỉ mong được gặp em cười em gái hát cô dân ca người ở đường về. Câu dân ca ngày xưa em hát để nhớ hồi lim, gặp lại em vẫn như xưa. Vào hồi lim em mặc áo then, chân đi guốc bồng, đôi non quai thao em bước qua cầu, hát cô quan họ chúng tình làm đôi, hát cô quan họ chúng tình làm đôi. Với quê anh đây đây có dòng sông Hậu, và anh soi bóng nước quanh năm. Từng đêm dưới ánh trăng gạch trai xanh vai vui thay mình, một chìm dòng sông sông con sao xa xôi rồi sao số lâu. Em yêu ơi về quê anh nhé, mùa gió lên còn được với đầy một con sông, ngày đúng đêm trong một đêm xanh ta sống trăm năm. Về cùng nhau chi buồn sớt vui, chung tay xây mộng mộng thức bấy lâu nay, bước qua cầu cảm ơn Tơ Hồng sẽ mình thành đôi, cảm ơn Tơ Hồng giúp mình thành đôi. Không lời, và chắc hẳn trong bữa trưa ngày hôm nay thì quý vị chỉ cần một cái ánh nhìn hay là một cái giao cảm, có nghĩa một hành động gì thôi thì là cũng đã là yêu nhau rồi. Đôi nên tình yêu thì đôi khi không phải nói nhiều mà chỉ cần gửi một cái nụ cười đến thì chắc hẳn yêu rồi. Cho nên là cho phép Trung Thịnh xin gửi đến toàn thể huân trường trong buổi trưa hôm nay bài khúc Cố Nhạc Sĩ Thuận Yến, ca khúc Tình Yêu Không Lời. Chưa dám hôn nhau, chưa đời thôn độ, mà sao hơi thế như là của nhau. Chưa nói yêu nhau, chưa ngồi sát lại, mà sao đêm cứ mơ về gặp nhau. Thank you.
sao tìm cho nhau. Nữa. Vấn đề tốt chương trình hôm nay, xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe với bạn Quang Anh. Vâng, xin mời Quang Anh trở lên sân khấu để thể công của mình.